Xin chào các bạn. Đây là hình ảnh cái chiếc robot cắt cỏ do một nhân viên của một cái thị xã tại trong thành phố Oslo. Anh ta đứng điều khiển, cái remote. Hiệp đi ngang qua thấy tuyệt vời quá. Cũng là Hiệp ghi lại hình ảnh này cho các bạn thấy. Đúng là cái thời đại khoa học kỹ thuật, cái gì cũng máy móc hết. Wow, cái bụi cỏ cao mà nó cắt hết đó các bạn. So beautiful. Wow, fantastic. Không mấy khi có được cái hình ảnh thú vị như thế này. Càng ngày con người càng phát minh ra những cái phương tiện rất tiện ích cho giảm được bao nhiêu nhân công. Tất cả đều máy móc hết.